Sau khi tổ chức thí điểm cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho một số cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức tỉnh, vào sáng nay ngày 17 tháng 2, Công an tỉnh Long An bắt đầu cấp thẻ cho người dân tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công. Theo đó, sẽ có 5 nhóm đối tượng được ưu tiên thực hiện trước, gồm những công dân đủ 14 tuổi chưa từng được cấp chứng minh nhân dân, trường hợp chứng minh nhân dân cũ không sử dụng được hay là hết giá trị sử dụng, trường hợp bị mất chứng minh nhân dân, trường hợp có sự thay đổi thông tin trong chứng minh nhân dân, những trường hợp khác do lãnh đạo công an các cấp quyết định. Việc cấp căn cước công dân lần này được đơn giản hóa rất nhiều thủ tục. Theo đó, công dân chỉ cần cung cấp tên tuổi, số chứng minh nhân dân. Sau khi xác định các thông tin trùng khớp, công dân sẽ được chụp ảnh chân dung, lấy mẫu vân tay. Quá trình này chỉ kéo dài khoảng 10 phút. Tại sao với chứng minh ngày xưa thì nó nhanh hơn, rồi làm nó những người em thấy nó tiên tiến hơn là đăng với găng tay, thì giờ mình đăng bằng máy chứ không có nhúng tay vô mực như ngày xưa nữa. Rồi chụp hình thì em thấy cũng kỹ thuật của nó cũng cao hơn ngày xưa, giờ chụp nhiều tấm xưa chụp bằng máy ảnh chụp có tấm à. Dạ, em thấy đây tuy là nay nhiều người mà cán bộ cũng làm việc cũng vui vẻ cũng nhanh. Theo ghi nhận, trong buổi sáng ngày 17 tháng 2, đã có khoảng 50 công dân được Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Long An thu thập thông tin để phục vụ việc cấp thẻ. Hoạt động cấp thẻ căn cước công dân sẽ thực hiện tất cả các ngày trong tuần, trừ ngày lễ Tết.